càng kéo xuống ha. Đồ cao cấp nó phải như thế, nó phải tỉ mỉ, chi tiết và tinh tế từng chi tiết một. Chúng ta có thể mang đi phía trước. Khi đang ở chỗ đông, đặc biệt là những chỗ rất đông người và những chỗ không an toàn thì chúng ta đeo phía trước vậy. Ghép sơm là da, được hãng LV hay sử dụng làm da mặt chính. Và Kỳ Lan chọn ghép sơm nhập này là mặt trong. Kỳ Lân xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về đồ da thuộc danh mục sản phẩm hot của Kỳ Lân Luxury, đó chính là handmade da. Và hôm nay thì là da đại biểu. Sau rất nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao da cá sấu rồi, thì Kỳ Lân hôm nay sẽ đi chi tiết vào cái túi da đại biểu handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Tuy là không to quá, không nhỏ, vừa, nhưng mà cái túi này chứa đựng được rất nhiều đồ nha. Rồi, và Kỳ Lân sẽ mở ra để xem bên trong tại sao Kỳ Lân nói là chứa được rất nhiều đồ. Wow, một ngăn lớn, hai ngăn lớn, ba ngăn lớn, và có một ngăn để đựng những cái đồ mà vật dụng nhỏ nhỏ, ví dụ tiền xu vẫn được nè, những cái đồ gì mà quan trọng lắm luôn mình sẽ để vào đây. Kéo thì kéo lại. Ôi, càng kéo xuống quá ha. Đồ cao cấp nó phải như thế, nó phải tỉ mỉ, chi tiết và tinh tế từng chi tiết một. Có nghĩa là từ tinh tế từ sự sắc sảo, tinh tế từ sự chất lượng và độ hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn hảo. Và bên trong thì chứa đựng được rất nhiều những cái ngăn này nè, đựng được rất nhiều những cái đồ nhỏ, ví dụ như là card visit, thẻ ATM, vân vân, những giấy tờ nhỏ nhỏ được hết. Và hai bên luôn, bên này cũng vậy, chứa đựng rất nhiều. Và kéo thì mình được, ở bên ngoài mình kéo được hai đầu, mình có thể dùng một cái mình kéo cũng được, hoặc là mình kéo bên này cũng được, hoặc là mình kéo hai cái lại cũng được với nhau. Đặc biệt ở cái túi này là Kỳ Lân có thêm một chi tiết option nữa là có thể đeo được. Bởi vì khi chúng ta đi ngồi trong ô tô thì không cần đeo, hoặc là đi bộ đâu gần thì mình không cần đeo, mình chỉ cần cầm sổ tay và mình đi. Ở dưới đây có một cái quay giống như là quay sách, mọi người tưởng là sách dày nhưng không phải. Sách vay là bị ngược rồi, với ngược cái logo của Kỳ Lân nè, logo Vương Miện, biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và quyền lực rồi. Thì mình sẽ để vậy nè, sổ tay như thế này, để mình cầm tư thế như vậy, hoặc là sổ vay để cầm như vậy, thì logo sẽ là hiện ra đúng logo Vương Miện bằng vàng khối, có 3 viên kim cương rất chiếu và rất đẹp. Rồi bây giờ quay lại với cái này. Đây là sợi dây để đeo. Thì ví dụ như là chúng ta đi một quãng đường đi bộ xa, hoặc là đi ở nơi nào đó mà đông đúc nhộn nhịp, chúng ta đi lựa đồ thì không thể lúc nào cũng có tay cầm cái túi được, bởi vì sẽ vướng víu, dẫn đến chúng ta không thao tác được những cái thao tác mà cần thiết khi chúng ta dạo phố lựa đồ. Và lúc này chúng ta sẽ chuyển qua chế độ là đeo. Và ở trên đây Kỳ Lân có làm hai cái để mà mình móc vô và mình đeo được. Rồi em cho anh mượn một đầu nha. Một cái. Và cái dây đeo này Kỳ Lân làm được chức năng là tăng chỉnh. Em gài một đầu lại giùm anh để anh cầm cho mọi người thấy. Rồi, hai đầu. Lúc này chúng ta có thể mang đi như thế này. Chúng ta có thể mang đi phía trước. Khi đang ở chỗ đông, đặc biệt là những chỗ rất đông người và những chỗ không an toàn thì chúng ta đeo phía trước vậy, để chúng ta quan sát và luôn luôn nằm trong tư thế quan sát và tầm nhìn của chúng ta. Còn những chỗ mà sang trọng và đông người thì để mà thoải mái cho tay chúng ta, để mà thao tác những vấn đề khác thì mình lật như này đi cho tiện. Dây này thì mình tăng chỉnh được. Đây, có nhiều lỗ, Kỳ Lân có đục sẵn nhiều lỗ. Khi chúng ta thích thì chúng ta có thể là tăng lên hoặc giảm xuống, rất là tiện lợi cho tất cả quý khách. Và nếu như quý khách nào không thích dây, thích cầm không thì mình tháo ra. Còn nếu quý khách nào mà muốn không có chức năng dây luôn, chỉ muốn thao tác chuyên để cầm, bởi vì thường ngồi ô tô và ít đi ra ngoài nhiều, ít mang, thì không cần làm hai cái cháo này để mà mình móc vào, thì Kỳ Lân sẽ làm
không có móc. Ví dụ như sản phẩm này. Đây, chị đang làm như vậy luôn, nhưng mà trơn không có hai cái để mình móc. Cái mẫu này cũng vậy, chị Lan cũng làm. Hai mẫu này là da cá sấu và không có móc. Khác biệt so với sản phẩm da đà điểu này, bên trong chị đang làm bằng da Epsom. Da Epsom là da được hãng LV hay sử dụng làm da mặt chính, và chị Lan chọn da Epsom nhập này là mặt trong. Một sản phẩm chất lượng từ da đà điểu nhập bên ngoài và da Epsom chất lượng nhập từ bên trong. Tổng thể những chi tiết để cấu tạo nên sản phẩm này toàn là chất lượng cộng với khóa cao cấp và handmade bởi Kỳ Lân Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân thì sản phẩm trở nên bền vô đối. Còn đối với sản phẩm da cá sấu thì thường Kỳ Lân sẽ làm bên trong là da cá mập, hoặc là cũng có da Epsom tùy vào mẫu da bên ngoài mà Kỳ Lân sẽ phối cho nó phù hợp. Quý khách có nhu cầu về da đà điểu hoặc là da cá sấu hay là chức năng bên trong theo công năng sử dụng thì hãy liên hệ với chị Lan nha. Vâng, và chi tiết về sản phẩm da đà điểu này đến đây xin được phép kết thúc. Chị Lan trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đồng hành và đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của chị Lan. Chị Lan chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công và đồng hành cùng chị Lan Luxury nhé. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury nhé, để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.